Sâm Angela Gold hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hành trình của Solo cùng Bolero 2015 đã bước đến chặng đua cuối cùng. Top 3 đã trải qua những thử thách khó khăn nhất để bước đến đêm đăng quang của Solo cùng Bolero 2015. Chàng hoàng tử Bolero đến từ Hà Nội Nguyễn Tuấn Hoàng với giải nhất khán giả cùng Bolero và được đặt cách vào vòng bán kết. Tuấn Hoàng là một người Bắc để có thể hát bằng giọng nam như vậy, hát rất là tốt, rất là mềm mại. Em làm chủ được cái bài hát rất là tốt. Ngọc nữ Bolero Trần Thị Tố My với giọng hát ngọt ngào mang màu sắc dân ca Nam Bộ. Lâu lắm rồi, nói thật, sân khấu mới có sự xuất hiện của những người vừa đẹp vừa hát hay như vậy. Cái giọng hát của Tố My đó là một sự tiến bộ vượt bậc. Cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Thị Thu Hằng và hành trình chuyển mình ngày một trưởng thành hơn với dòng nhạc Bolero. Con đã đạt được tất cả những cái gì mà cô mong đợi. Ba thí sinh bằng cái tính âm nhạc khác nhau sẽ mang đến những phần trình diễn đầy cảm xúc và thăng hoa nhất trên sân khấu đêm đăng quang. Tuấn Hoàng, Tố My, Thu Hằng, ai sẽ bước lên bục vinh quang nhất và trở thành quán quân mới của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 2 năm 2015? Tối hôm nay, đêm 27 Tết Bính Thân 2016, hãy cùng chờ đón sự thăng hoa nhất ngay trên sân khấu của đêm chung kết xếp hạng đêm đăng quang. Ngày xuân nâng chén ta chung nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương ra đời từng, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó. Nhắm chén đầy vơi trong người người vui. Muốn làm sao xuyên duyên đời. Rót thêm tràn đầy chén quan sang, chúc người binh sĩ lên đàng. Chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành. Người vì nước quên thân mình. Kia nơi xa xa có ba mẹ già, từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa. Chúc bà một sớm quê hương hướng con về hoa nỗi yêu thương. Chấm phá tô thêm đời mới, hoan hỡi vang lên lời thương thiêng liêng, chúc non sông hòa bình hòa bình. Ngày máu xương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đầy vơi. Nhớ cao ly này, hãy cho ngày mai. Hạnh phúc nơi nơi, hương hành bình dân. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức nhạc phẩm Ly Rượu Mừng, một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Và mùa xuân Bính Thân năm nay cũng ghi dấu sự tái xuất của tuyệt phẩm xuân bốc hủ này trên sân khấu chính đàn của đời sống văn hóa văn nghệ Việt Nam. Thưa quý vị, và đêm nay đêm chung kết xếp hạng Solo cùng Bolero năm 2015 cũng là lần đầu tiên mà Quý Bình và Thúy Miêu được bước ra sân khấu khi mà những giai điệu tuyệt mỹ của tác phẩm Ly Rượu Mừng được vang lên. Đây chính là cảm xúc lâng lâng của những ngày trước Tết, và Quý Bình hy vọng rằng nó không chỉ lan tỏa trong khán phòng này mà nó còn lan tỏa đến từng mái ấm gia đình Việt với những ngày cận Tết Nguyên Đán như thế này. Và đây cũng chính là những giây phút cuối cùng trước thời khắc đăng quang đầy hồi hộp của Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015. Và đêm nay cũng sẽ là một đêm cân não đối với những người mang trọng trách chọn ra cho sân khấu Bolero một tân quán quân xứng đáng. Thưa quý vị, 14 thí sinh bước vào vòng chung kết của chúng tôi đã đi qua những vòng tuyển lựa gắt gao của những thành viên giám khảo là các nghệ sĩ, những nhà nghiên cứu đã mang lại danh tiếng cho dòng nhạc huyền thoại này. Và sau đây xin được giới thiệu thành phần của các thành viên ban giám khảo. Xin giới thiệu nhà báo Minh Đức, xin được trân trọng giới thiệu nữ danh ca Ý Lan, xin được giới thiệu giám khảo Phi Nhung, và xin được giới thiệu nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc thi này xin được giới thiệu huấn luyện viên thanh nhạc ca sĩ Đông Đào. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long, tiến lên sân khấu để trao tặng kỷ niệm chương như lời cảm ơn chân thành đến với các thành viên ban giám khảo. Kính thưa quý vị, và cũng nhân dịp này chúng tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những vị giám khảo đã góp mặt trong những đêm thi trước. Xin được cảm ơn nữ ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Phương Dung, ca sĩ Hòa My, ca sĩ Thái Châu. Xin cảm ơn các anh chị đã hết mình với Solo cùng Bolero. Xin được cảm ơn ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long. Xin được cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo và các bạn thí sinh. Và ngay bây giờ xin mời các thành viên trong ban giám khảo hãy trở về vị trí ghế nóng của mình để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Cũng như là các bạn thí sinh, các bạn hãy vào trong để chuẩn bị tinh thần cho những phần thi của mình thật tốt nha. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Solo cùng Bolero do đài truyền hình Vĩnh Long cùng công ty truyền thông Khang phối hợp thực hiện với sự tài trợ độc quyền của Sâm Angela Gold mới, sản phẩm cao cấp chăm sóc sức khỏe sắc đẹp, đặc biệt là làn da phụ nữ. Một lần nữa xin được trân trọng kính chào quý vị. Thưa quý vị, và ngay giờ khắc này đây, ban giám khảo của chúng ta cũng đã sẵn sàng và các bạn thí sinh cũng đã sẵn sàng để tỷ thí, và còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu chọn ra quán quân của cuộc thi năm nay sau ít phút quảng cáo. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015. Kính thưa quý vị, trong đêm thi đặc biệt hôm nay, các thí sinh của chúng ta sẽ phải đi qua hai phần thử thách. Phần thử thách đơn ca và phần song ca với sự trợ diễn của các thành viên ban giám khảo. Họ sẽ phải dùng những kỹ năng đã có được từ các vòng thi trước như kỹ thuật thanh nhạc, khả năng khống chế sân khấu, phối hợp vũ đạo, biểu cảm trong kỹ thuật song ca. Phân điểm của vòng thi đơn ca sẽ được công bố trực tiếp bởi các thành viên ban giám khảo, và phần điểm của phần thi song ca sẽ được giữ lại cho đến cuối chương trình. Và để nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích, quý vị hãy nhớ cú pháp B là từ viết tắt của Bolero, khoảng trắng và sau đó là mã số bình chọn của thí sinh, và gửi về tổng đài 8234 với mã số như sau: thí sinh Thu Hằng mã số 02, thí sinh Tố My mã số 04 và Tuấn Hoàng với mã số 05. Ngay lúc này tổng đài bình chọn đã được mở, vậy thì quý vị hãy nhanh tay lên nhắn tin bình chọn cho thí sinh mình yêu thích và giành lấy cơ hội đoạt lấy giải thưởng có trị giá đến 50 triệu đồng và phần quà từ nhà tài trợ Sâm Angela Gold. Thưa quý vị, ở đêm chung kết chính, chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ với phần trình diễn rất thành công của mình, Thu Hằng đã khiến cho nữ giám khảo Ý Lan phải xích xoa khen ngợi và chị đã phân tích ra đến 6 điểm dễ thương mà chị thích nhất từ thí sinh Thu Hằng. Và cũng kể từ đêm thi hôm đó mà biệt danh cô Sáu Dễ Thương đã gắn liền với thí sinh Thu Hằng. Nghe cái biệt danh thì thấy rất là trẻ trung, tươi tắn và nhí nhảnh. Nhưng đêm hôm nay Thu Hằng đã chọn cho mình một thử thách mới với một liên khúc thể hiện ít nhiều màu sắc chua chát của cuộc đời nghệ sĩ đằng sau hào quang sân khấu, đằng sau những đêm, những tình yêu thịnh tình của rất nhiều người dành cho cuộc đời ca nữ. Xin quý vị đến với liên khúc Tình Đời và Phận Tơ Tầm của nhạc sĩ Minh Kỳ qua phần thể hiện của thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng xem đoạn clip sau đây để nghe Thu Hằng tâm sự cũng như là những chia sẻ của người thân bạn ấy nha. Hằng sinh ra trong một gia đình có 3 người con. Hằng là người con thứ hai. Vào năm Hằng 12 tuổi thì bố mẹ Hằng không còn ở với nhau nữa. Với mẹ thì cũng như bao nhiêu người khác từ quê lên Hà Nội đi học, Hằng cũng đi xin việc. Cảm giác cô đơn nó bao trùm với Hằng, tủi thân nữa, và nghĩ rằng cái cảm xúc của Hằng bắt nguồn từ những mối cô đơn, bắt nguồn từ những sự vất vả. Mà ngày đầu Hằng bước chân lên Hà Nội để đi học đã nuôi dưỡng Hằng, cho Hằng những cảm xúc như vậy. Khi em hát những cái dòng nhạc mà trữ tình thì nó đời hơn, vì em cũng đã có những cái trải nghiệm, có những cái nỗi khổ hoặc cái nỗi buồn riêng khi chính bản thân mình là người đứng ở trong cái hoàn cảnh như thế. Khi bước vào khúc 3 của Solo cùng Bolero, người mà Hằng muốn chia sẻ đầu tiên đó là bố của Hằng. Vừa bố không gần Hằng như là mẹ, nhưng mà Hằng biết rằng bố vẫn thương, bố vẫn chiều. Và đối với bố thì Hằng vẫn là đứa con mà bố tự hào nhất. Trước sự tự hào của bố mẹ, với mong muốn trả ơn thầy cô giáo, những người đã dìu dắt, nâng đỡ mình trong quãng thời gian đi học, Hằng sẽ quyết tâm để bước lên đỉnh vinh quang trong chương trình Solo cùng Bolero. Đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không, đừng nói nữa anh ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Em nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ, xa lìa ánh đèn có anh đưa em về bên mơ. Khi chót mang duyên kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế anh ơi, xin đừng nói đến rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp xương ca. Người đến đây đêm đêm phòng trà, đèn máu kết hoa thương yêu mặn mà. Tôi xin người nhìn lên sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca. Diều nồng đó người đã chưa, ân tình này sao không gắn bó. Đời là những dòng nước vô tư, ta là thuyền sóng đưa xa bờ. Người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình đầy vươn lên đắm đuối. Người đừng trách một kiếp cầm ca, con tầm nào không muốn vươn. Người nói đi như tim người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì? Họ là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không làm loài. Tôi ơn phận tâm tôi muốn kiếp vương ta cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người phận tâm tôi muốn kiếp vương ta cho đời vui. Xin chúc mừng và xin cảm ơn Thu Hằng đã mở đầu cho chương trình đêm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những nhận xét đánh giá từ phía ban giám khảo dành cho thí sinh Thu Hằng. Xin được trân trọng kính mời nữ danh ca Ý Lan. Đến gần cô hơn. Cảm ơn Thu Hằng. Cảm ơn con, Thu Hằng. Hôm nay đúng là chỉ còn một bài hát để cho Thu Hằng tỏa sáng. Và là điều duy nhất mà Thu Hằng phải làm buổi tối hôm nay. Cô Ý Lan nghĩ rằng Thu Hằng đã đến một đỉnh cao. Mà riêng cô Ý Lan, có lẽ cô Ý Lan nghĩ rằng cô Ý Lan đã vỗ tay, là người vỗ tay sau cùng nhất. Bởi vì cho đến nốt hát cuối cùng của con, cô vẫn còn như đọng lại, chưa tỉnh khỏi cái giấc mơ của người ca sĩ. Thành ra cô chia vui cùng với con. Đó là những giọt mắt hạnh phúc cô nghĩ rằng là con đang có, và cô hy vọng đó là thế. Cô không còn từ gì nói hơn, không còn chữ nghĩa gì nói hơn, bằng cách là cô được hạnh phúc khi nghe con hát bài hát đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn con. Vâng, cảm ơn nữ giám khảo Ý Lan. Thưa nhà báo Minh Đức, với mệnh danh là an ninh âm nhạc, có lẽ là ngày hôm nay trước cái phần thể hiện đầu tiên của nữ thí sinh Thu Hằng, chắc anh phải bỏ xuống cái áo giáp an ninh âm nhạc của anh. Thực ra hôm nay lại là cái ngày mà tôi nghĩ chấm thi thoải mái nhất của tôi trong suốt cả cái hành trình này. Tới ngày đầu tiên, Hằng là một cô bé mặc váy ngắn, áo ngắn, không trang điểm gì cả, trông nói thế nào nhỉ, trông rất xấu. Bước lên trước mặt tôi hát mấy câu thì tôi thấy rằng là Hằng không có gì ấn tượng cả. Nhưng mà là người có biết về thanh nhạc thì tôi nhận thấy Hằng có một cái nội lực đặc biệt trong cái tiếng hát của mình. Lúc đó tôi lấy Hằng đi tiếp chỉ đơn giản là cô bé này có cái giọng khỏe quá và mình có thể làm được điều này điều kia với cái giọng khỏe đó, chứ tôi chưa nghĩ xa xôi hơn. Thế sau này á, tôi rất nhớ là cứ mỗi một lần làm việc với Hằng để chọn bài cho cái vòng thi thì tôi luôn nói với Hằng là em phải hát những bài thật là não nề và để nó cho cái giọng của em nó mềm ra. Và mọi người để ý các vòng thi, cứ sau từng vòng thi Hằng làm điều đấy rất là tốt. Cho đến ngày hôm nay á, thì không phải là chuyện mềm hay cứng nữa mà là cảm xúc rất là tuyệt vời. Nó đúng là một màn trình diễn chứ nó không phải là một bài thi nữa. Tôi rất là bất ngờ vì thực sự lúc nhìn cái bài hát để quyết định trình diễn cho cái vòng ngày hôm nay, tôi cũng hơi lo ngại vì thực ra hai bài này khá là nặng ký, chưa kể bài đầu vốn là một bài song ca, nhưng thực sự là Hằng hóa giải cái nặng ký đó nhẹ vô cùng bằng cái cảm xúc trong tiếng hát của mình chứ không phải là bằng kỹ thuật. Đấy là một điều tuyệt vời để nói về Hằng ngày hôm nay. Thưa anh, lúc nãy anh có nói là cái ấn tượng đầu tiên khi mình gặp Thu Hằng. Vậy ngày hôm nay với cái sự lột xác này, với cái nhân dáng này xuất hiện trên sân khấu của đêm chung kết xếp hạng này, không biết nó có xóa đi cái ấn tượng đó ban đầu của anh hay không? Thực ra thì không cần chờ đến vòng hôm nay. Người ta vẫn nói là người đẹp bị lụa mà. Ngay từ vòng bán kết tôi nhớ. Không được nói người đẹp này vì lụa. Người đẹp này không nên nhờ lụa, nó đẹp hơn nhiều. Tức là nhưng mà em nghĩ là Hằng đúng là phải là người đẹp vì lụa. Em bất ngờ bởi vì lúc ở vòng sơ tuyển chị không thể tưởng tượng được. Lát nữa hy vọng là có đoạn clip nào chiếu cái hình lộ trình của Hằng ở đây buồn cười lắm. Tức là before and after. Yes. Và nhưng mà ngay đêm bán kết thôi, tức là ngay đêm xuất hiện đầu tiên trên sân khấu chính thức ở đây, là hôm đó là có 5 giám khảo đó chị, là có 4 giám khảo, có em này, chị Giao Linh, chị Phương Dung và chị Hòa My. Thì em thì quen rồi, làm việc với thí sinh em không nhiều lời khen, nhưng cả 3 giám khảo kia đều khen là cô này đẹp như hoa hậu. Đấy, tức là chỉ mới có mấy tuần thôi sau cái vòng sơ tuyển đó mà đã lột xác về mặt ngoại hình rồi. Nhưng mà cái vòng đầu tiên ngoài một mình em bảo là chưa đến được cái hình ảnh của hoa hậu thì có ai khác cũng nghĩ giống em không? Hôm đó có mình em chấm thi à? À thế bởi thế là... thế thì con đừng lo nha con. Có những lúc con cứ việc rip ngắn rồi thong thả, chứ còn người này thì lại cứ đòi con hình ảnh này, chứ cô nghĩ rằng người đã đẹp thì hình ảnh nào cũng đẹp. Dạ đúng rồi. Xin cảm ơn chị Lan, xin cảm ơn Minh Đức. Thưa chị Phi Nhung, chị nhận xét như thế nào với phần thể hiện vừa rồi của Thu Hằng ạ? Khi mà cái cánh cửa mở ra thì đập vào mắt chị là khuôn mặt thánh thiện của em và ngoại hình là chiếc áo dài làm cho chị xúc động. Chưa hát nha là làm cho chị muốn khóc rồi. Và khi em cất tiếng hát và em chọn 2 bài hát rất là hợp lý. Cảm ơn em, chị rất vui và chúc mừng em. Vâng, xin cảm ơn giám khảo Phi Nhung. Thưa anh Đàm Vĩnh Hưng, chính anh cũng đã từng trải nghiệm cá nhân qua những dòng nhạc như thế này, một chút mùi vị chua chát. Vậy thì sự thể hiện của cô Sáu dễ thương đã làm hài lòng giám khảo Đàm Vĩnh Hưng chưa ạ? Thật sự thì đối với tôi đây là một sự mở màn không hề có một dấu hiệu là áp lực hay là run sợ. Thường là những người mở màn là những người có nhiều áp lực lắm. Nhưng ngày hôm nay âm thanh, ánh sáng và tất cả mọi thứ chuẩn bị rất tốt. Bản thân Hằng cũng đã chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe, một tâm lý cực tốt để có thể diễn đạt được cái bài hát này một cách chứ không còn gì để mất cả. Em đã làm rất là tốt. Cái cường độ trong bài hát này em phân bố cực kỳ hợp lý. Có những đoạn to và nhỏ và chỗ nào cần nặng và nhẹ thì em đã sắp xếp rất là tuyệt vời. Ngay cả hiệu giả thanh 1-2 nốt cũng được đặt vào đúng, rất là đúng chỗ. Tôi rất là thích cái cách xử lý đó của em. Và cái cách mà em hát một cách bài hát nó trọn vẹn, khi mà cái phần cuối cùng, cái niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ ở trên cánh tay của em nó rung như thế này nè. Tôi cảm nhận, tôi nhìn thấy rằng là em đang rất là hạnh phúc với sự đón nhận của khán giả, cũng như là bước đường mà em đã thay đổi một cách ngoạn mục để đi vào con đường này. Anh rất là chúc mừng em và chúc mừng sự thành công rất tuyệt vời này của em. Xin được cảm ơn anh. Và ngay phần trình diễn đầu tiên, chúng ta đã chứng kiến được những giọt nước mắt hạnh phúc từ thí sinh Thu Hằng cũng như là những lời chia sẻ rất là tuyệt vời từ phía ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe số điểm mà ban giám khảo sẽ dành cho Thu Hằng. Xin được mời nữ dịch ca Ý Lan. Cô không thể nào tìm một con số nào khác ngoài con số 10 để gửi đến cho Thu Hằng. Vâng, thưa nhà báo Minh Đức. Vâng, tất nhiên 10 điểm. Wow. 10 điểm luôn thưa quý vị. Chị Phi Nhung. Nếu mà có con số 11 là Phi Nhung cho liền. Số 10. Để xin ban tổ chức cộng thêm. Anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin cảm ơn chị. Đây là một màn mở màn đầy áp lực cho các thí sinh. Anh có định tăng thêm áp lực đó không? Hương nghĩ nếu như Hương làm cái việc mà sai với sự nhìn nhận của mọi người thì Hương tự gây áp lực cho chính mình. Vì thế, một câu nói mà Hương rất thích, Hương đã từng nói y như thế. Nếu có số 11, Hương còn sẽ tặng cho. Cảm ơn Phi Nhung. Cảm ơn một số điểm rất là tuyệt vời dành cho phần mở màn rất tuyệt vời của chương trình đêm nay. Vâng, cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Cảm ơn những tràng pháo tay khích lệ từ phía quý vị khán giả. Và quý vị hãy đừng quên nhắn tin bình chọn cho cô Sáu dễ thương Thu Hằng với cú pháp B khoảng cách 02 và gửi về tổng đài 8234. Xin cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin được chúc mừng và cảm ơn Thu Hằng rất là nhiều. Xin cảm ơn bạn. Vâng, áp lực sẽ đến với thí sinh tiếp ngay sau đây. Một thí sinh đã không ngừng tự tạo áp lực cho mình, Nguyễn Tuấn Hoàng. Ngay từ những vòng chung kết đầu tiên, Tuấn Hoàng luôn coi chính mình là kỳ phùng địch thủ khi anh không ngừng công phá vào các trường phái bolero mang dọc Bắc Bộ, Nam Bộ và Trung Bộ. Đã không ít lần, sự công phá đó đã mang đến cho Nguyễn Tuấn Hoàng những lời khen có cánh từ ban giám khảo, nhưng cũng không ít lần nó đã đưa anh vào vòng nguy hiểm. Và rõ ràng là qua nhiều vòng thi với nhiều lần phiêu lưu cũng như là thử thách chính bản thân mình, thì chắc chắn là quý vị khán giả cũng như là bản thân Tuấn Hoàng cũng đã nhận ra được đâu là sở trường của mình. Và ngày hôm nay như một lần khẳng định sở trường của mình với những bản nhạc mang âm hưởng Huế, ca khúc Huế xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ, Anh Bằng, chính là lựa chọn của Tuấn Hoàng để dự thi trong phần thi đơn ca. Và trước hết chúng ta hãy cùng lắng nghe bạn ấy chia sẻ qua đoạn clip sau đây. Khi tham gia cuộc thi Solo cùng Bolero thì có một kỷ niệm đáng nhớ và nó làm Hoàng luôn phải suy nghĩ vào đêm chung kết 6. Lúc mà Tuấn Hoàng bị trượt, lúc đấy thì cảm xúc của mẹ và bản thân không biết như nào, nhưng mà mẹ buồn lắm. Mẹ buồn và coi như cũng điện vào động viên con thật. Mẹ cũng an ủi Hoàng rất nhiều và lúc đấy thì dường như là ý chí của Hoàng cũng đang bị tuột đi một phần nào đấy. Qua một đêm tâm sự với bố mẹ thì đến ngày hôm sau tỉnh giấc, tại sao mình lại như thế, tại sao mình lại như hôm qua. Đàn ông chững chạc, nó cứng rắn thì sau này trong cuộc đời nó những bước đi nó dễ dàng hơn. Nhưng đến lúc mà Tuấn Hoàng lộn ngược dòng lại thì Tuấn Hoàng đã lọt vào vòng top 3. Thì lúc đấy thì mẹ không còn một cái gì để mà nói nữa. Quá vui vì nguyện vọng của mẹ là cái nghệ thuật là trên hết. Đấy là cái phần thưởng của bản thân cả giữa con và mẹ. Qua cuộc thi Solo cùng Bolero này, tôi đã cảm nhận được là con tôi đã là trưởng thành. Bây giờ mới là có cái sự là tin tưởng vào con và rất là tự hào và rất là phấn khởi. Chuyến trở về lần này để chuẩn bị cho đêm xếp hạng đêm đăng quang thì Hoàng đã tìm lại được cảm xúc thực sự từ những lời yêu thương, những lời động viên của gia đình. Đi qua những bụi ngô, những con đường, những khu phố cổ của Hà Nội thì Hoàng tìm lại những cảm xúc của ngày xưa, cảm xúc của niềm hạnh phúc để cho Hoàng có thể mang đến phần thi, phần trình diễn của mình những cảm xúc, những thăng hoa nhất gửi tới bố, tới mẹ, với những người yêu mến dòng nhạc bolero. Tôi quay về xứ Huế mưa xa. Em ơi Đông Khánh Đà Lạt ngày xưa. Tôi về xứ Huế chiều mưa. Em ơi áo trắng bấy chưa ở môi. Tôi có người em sông hướng núi ngựa của lũy tre thôn Vĩ hiền từ của kinh thành cổ xưa thân xưa. Buổi trưa em che nón lá cá sông Hương liếc nhìn ngần lũ chim quên ngất ngây từ xa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo bởi trót thương nên nhớ thật nhiều, bởi em là hạnh phúc tình yêu. Ở bên bên nữa cách con sông chuyến đò chẳng xa, nhỏ sang thăm có tôi đợi chờ. Huế ơi không biết bây giờ tiếng ca nào bên màng thuyền, có ai chờ ai qua trường tiền. Không biết bây giờ nợ sân mang non bài thơ để trái xứ Huế mộng mơ. Huế sen trong hoàng thành tiếng chuông từng đêm thiên mụ buồn. Ta nhớ muôn đời người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng chừng tình. Thành kính quê hương đất lành, cả trái tim sông núi của mình, cả linh hồn của giấc hung ảnh. Bởi đâu gây nên nông nổi cánh chim bay giữa trời lẻ. Nhỏ tôi yêu không bao giờ vui. Tôi đã lạc em trong cơn biến động để tháng năm hai đứa lạnh lùng, để đêm ngày kẻ nhớ người mong. Khổ đau cao như mấy tim phố xưa đã buồn hơn. Nhỏ yêu ơi biết đâu mà tìm. Nhỏ yêu ơi biết mô mà tìm. Xin chúc mừng Tuấn Hoàng đã thể hiện phần dự thi của mình. Và xin được cảm ơn Vũ đoàn Việt Hải cũng như là nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng cùng nghệ sĩ đàn bầu Uyên Trâm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những nhận xét đánh giá từ phía ban giám khảo. Đầu tiên xin được mời nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chúc mừng Tuấn Hoàng. Với bài hát này, với một sự hoành tráng về dàn dựng, về các vũ công cũng như sự trợ giúp của nghệ sĩ ưu tú đàn tranh Hải Phượng, thì làm cho những hình ảnh của bài hát này nó trở nên lung linh và rất là tuyệt vời. Khi em họ câu đầu tiên, anh cảm thấy là chết chà, nguy hiểm cho các thí sinh khác nữa, rất là nguy hiểm. Đúng là em đã thể hiện cái bài hát này nó nó còn một chút xíu nữa thôi là trên cả tuyệt vời luôn. Đó, vì hình ảnh tất cả cách thức của em chậm rãi nhẹ nhàng để hợp lý hết. Nửa bài đầu có những cái chữ của em phát âm còn nguyên si của những phát âm chuẩn, là phát âm giọng Bắc. Khi mà ta hát bằng giọng chuẩn á, là tất cả đều em phát âm chính xác theo kiểu chuẩn Bắc hết. Đúng nửa bài sau thì mới phát âm đúng Huế 100%. Khi anh ngồi anh canh từng chữ luôn. Ví dụ chữ ngẩn ngơ thì em hát là ngẩn ngơ, là chữ Bắc thì chữ chuẩn không đúng. Không biết bây trừ, cách con sông là không đúng luôn, cách con sông là đúng. Nói như giọng miền Nam, những cái chữ như vậy là đúng Huế. Sau đó thì em hát hoàn toàn chính xác. Sau giáng tấu thì em hát chính xác ơi là chính xác luôn. Đó là một chút xíu tiếc nuối thôi, còn mọi thứ đều rất tuyệt vời với Tuấn Hoàng ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Thưa chị Phi Nhung, với lãnh địa giọng ca Nam Bộ của mình, chị nhận xét như thế nào về việc đưa giọng địa phương vào các trường phái bolero khác nhau? Nếu mà giọng ca Nam Bộ mà mình đưa vào như là Huế hay là Bắc thì nói chung nó rất là khó cho cái người Nam Bộ của mình. Nhưng mà theo một người nghệ sĩ thì khi mà mình nhận một bài hát về Nam Bộ hay là về Bắc Bộ thì mình phải tập cho kỹ. Đó là theo Phi Nhung. Phi Nhung nói thêm là hôm nay là Tuấn Hoàng thì nói về phong cách và trang phục và chọn bài hát em rất là tuyệt vời. Nhưng mà theo chị nghĩ cũng như là khán giả ở đây, nếu mà em đi phục vụ cho khán giả nhiều hơn nữa thì chị nghĩ cái bài hát này em sẽ hát ngọt ngào hơn và hay hơn khi tới hôm nay em hát bài hát này. Chúc mừng em. Xin cảm ơn chị Phi Nhung. Thưa Minh Đức, anh nghĩ như thế nào ạ? Thì tôi vẫn là một người mà đề cao cái yếu tố về mặt thanh nhạc trước tiên. Cho nên là tôi đánh giá rất cao về cái phần trình diễn của Tuấn Hoàng, mức độ là hoàn chỉnh cái bài hát. Và tôi cũng có cái nhận xét này, tôi cũng rất hay chia sẻ với Tuấn Hoàng và những thí sinh mà muốn hát những bài Huế. Giống như anh Đàm Vĩnh Hưng vừa nói, chúng ta có những cái lựa chọn như là hát bằng giọng Bắc, và với một số những cái âm đặc trưng của Huế thì ta sử dụng cái âm Huế, thì nó làm cho cái bài hát đó nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Mình là người gốc Bắc, mình nói giọng Bắc thì nó cũng dễ hát hơn. Ngay cả những ca sĩ là người Huế, người gốc Huế hẳn hoi, họ hát những bài về Huế họ cũng dùng cách hát như vậy. Đó thì nó sẽ dễ tiếp cận khán giả hơn, nó làm cho nó cái độ ngọt ngào của nó hơn, thay vì mà là dùng hoàn toàn bằng tiếng Huế. Tất nhiên chúng ta có quyền chọn một trong hai cách, hát hoàn toàn bằng giọng Huế cũng được, nhưng nó sẽ hay đối với những người là người Huế, họ biết cách là cái chữ này phải hát như thế này nó mới êm, chữ cái hát thế kia nó mới nhẹ. Còn mình là những người vùng khác, khi mình hát giọng Huế thì là tất nhiên vẫn có thể phát âm đúng, phát âm chuẩn, nhưng mà mình sẽ không biết cách giống như người Huế là làm cho cái tiếng này nó ngọt ngào, nó mềm mại, nó có giống y như một người Bắc hát giọng Nam vậy. Cho nên tôi hơi tiếc. Tôi nhớ là tôi có chia sẻ với Hoàng là em có quyền lựa chọn là hoặc là em hát bằng giọng Bắc hoàn toàn, điểm ở những cái chữ Huế như bây trừ hay là con sông chẳng hạn đó, hoặc là em hát bằng giọng Huế. Em hát giọng Huế thì em phải kiểm soát được cái phát âm của em cho nó hay. Trên xét về mặt thanh nhạc thì bài này đúng là hoàn hảo. Đấy, tôi cũng chỉ có tiếc một chút là nó thiếu cái đồng nhất về cái tiếng hát. Thế thôi. Rất có thể là một khán giả dễ tính thì thế là hay lắm rồi, thật sự ngồi góc độ thưởng thức tôi thấy là hay quá rồi. Hát rất là ngọt ngào, rất là tình cảm, hay quá. Thế nhưng mà đây là một cuộc thi, có khi mình cũng đưa ra những cái đòi hỏi nó cao hơn so với một cái màn trình diễn thông thường. Cho nên tôi nghĩ rằng đấy cũng nó dù sao đã đi đến đêm cuối cùng rồi nhưng vẫn có thể sẽ là một cái kinh nghiệm giống như Phi Nhung nói. Kinh nghiệm này sẽ được Hoàng dùng để đem đi trình diễn sau này thì cái bài này nó sẽ hoàn hảo hơn. Tôi cảm ơn giám khảo Minh Đức. Chị Ý Lan à, sau cái phần mở hàng hơi mát tay của Thu Hằng, có lẽ là lúc này Tuấn Hoàng đang rất trông đợi một sự xoa dịu cuối cùng đến từ ban giám khảo. Ý Lan thì không nghĩ rằng là mình cần phải xoa dịu Tuấn Hoàng. Tại vì thật sự ra, như Minh Đức nói, rằng là trong một cuộc thi về ca hát, chúng ta sẽ lựa chọn điểm đặc biệt nhất để chúng ta chấm cái số điểm. Đó là vấn đề thanh nhạc. Thì trong bài hát này, đối với Ý Lan, Minh Đức ơi, chị không nghĩ rằng là chị phải là một người khán giả. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta là khán giả, chứ chúng ta không phải là một người đến đây để mà tìm lông rồi bới lông rồi tìm vết. Tìm lông nó hơi kỳ đấy ạ. Vâng. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta ngồi đây, chúng ta thưởng thức và chúng ta biết appreciate, cảm ơn, đánh giá người ca sĩ đứng trên sân khấu. Chúng tôi không gọi các em tối hôm nay là thí sinh nữa, mà các em đến để trình diễn cho chúng tôi được xem, được đón nhận những hạnh phúc trên âm nhạc bởi những cảm xúc các em trao. Thành thử ra cô Ý Lan không nghĩ rằng cô Ý Lan phải là một người dễ dãi để mà chấm điểm cho người thí sinh với bài hát vừa qua. Nhưng cô Ý Lan nghĩ rằng là tất cả những gì mà những người giám khảo khác đây, ba người đây đã có những cái ý kiến, đó là những ý kiến đóng góp để cho Tuấn Hoàng có thể có thêm những hành trang tốt đẹp hơn theo ý của họ, để Tuấn Hoàng đi tiếp trên con đường ca hát của mình. Riêng cô Ý Lan thì cô Ý Lan nghĩ rằng bài hát vừa qua thật sự là màn mở màn. Cô Ý Lan cho 10 điểm cho Thu Hằng, thì Ý Lan nghĩ rằng là rất khó để mà làm sao cho một người khác mà hay như thế để mà được con số 10 nữa. Nhưng cô Ý Lan xin được gửi tặng con số 10 đến cho Tuấn Hoàng. Không phải bởi vì sự dễ dãi của mình hay là sự nâng đỡ như là Miêu em vừa nói. Tuy nhiên chị nghĩ rằng là Tuấn Hoàng thật sự là xứng đáng với con số 10 trong sự nhìn nhận của cô Ý Lan. Dạ, xin được cảm ơn nữ giám khảo Ý Lan. Vậy là chúng ta đã biết được con số 10 đầu tiên trong 4 vị giám khảo dành cho phần dự thi của Tuấn Hoàng. Còn bây giờ số điểm của anh Đàm Vĩnh Hưng như thế nào ạ? Chị Ý Lan không những hát hay, ăn mặc đẹp, mà nói chuyện trên cả tuyệt vời, không có vấp váp một chữ nào và biết cách chọn những từ ngữ. Có. Xin cho được nói. Xin cho được nói. Chị có vấp váp một chữ và xin lỗi em cũng như tất cả mọi người. Cái mà bới lông ạ. Xin lỗi mọi người nhé. Không có vấp mà đặt sai chữ thôi, sai vị trí chữ thôi. Để được mọi người yêu mến nhiều hơn nữa, nhất là thí sinh được xoa dịu đúng như Miêu nói. Chị thật là bái phục sư mẫu, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Về điểm của Hưng thì cho Hưng xin nhéo lại một chút xíu, không phải 25, để giữ đó cho Tuấn Hoàng kinh nghiệm, rút kinh nghiệm chắc chắn hơn để có sự lựa chọn ổn định hơn trong khi mình thể hiện một bài hát bằng giọng Bắc chuẩn hay giọng Huế. Thì điểm của anh gửi Tuấn Hoàng là 9,75. Và xin mời số điểm từ nữ giám khảo Phi Nhung. Phi Nhung cũng giống như anh Hưng, là đây là nhắc nhở cho em, cho ca sĩ Tuấn Hoàng. Chị Nhung cũng là số điểm là 9,75. Xin cảm ơn chị Phi Nhung. Anh Minh Đức bao nhiêu ạ? Mọi người nghe tôi có vẻ góp ý hơi nhiều đúng không? Có thể là nghĩ rằng tôi cũng khó tính, nhưng thực ra cái phần quyết định chinh phục của Hoàng với tôi ngày hôm nay chính là giọng hát và cái kỹ năng biểu diễn, và cái đó nó bù lại cho những cái phần kia. Thực ra phần kia nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái nội dung, cái hiệu quả của bài hát. Cho nên điểm của tôi cho Tuấn Hoàng cũng là tuyệt đối 10 điểm. Xin cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo. Một con số rất là cao, 4 con số phải nói rất là cao đã dành cho phần trình diễn của Tuấn Hoàng. Và quý vị hãy nhớ nhắn tin bình chọn cho thí sinh Tuấn Hoàng với cú pháp B khoảng cách 05 và gửi về tổng đài 8234. Một lần nữa xin được chúc mừng Tuấn Hoàng. Xin cảm ơn bạn. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần thể hiện của Ngọc Nữ Bolero Trần Thị Tố My ngay sau vài phút giải lao. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015. Kính thưa quý vị, trong hình dung của rất nhiều tín đồ Bolero qua nhiều thế hệ, các nghệ sĩ Bolero là những giọng ca đứng phía trước máy vi âm, là những bản thu băng đĩa, đôi khi chỉ là những âm thanh mà thế hệ sau được nghe truyền từ thế hệ trước. Nhưng để Bolero tái xuất trên sân khấu của thị trường giải trí, người nghệ sĩ trẻ phải bảo đảm rất nhiều kỹ năng khác như khống chế sân khấu, biểu hiện cảm xúc, thậm chí là phối hợp với vũ đạo hoặc cảnh. Chúng ta đã được chứng kiến trên sân khấu của Solo cùng Bolero 2015. Những điều tưởng như mơ mộng và lãng mạn nhất đã được đưa lên phần giản dị của sân khấu. Và để phối hợp với những điều đó hoàn toàn không đơn giản. Và đó sẽ chính là những điều mà quý vị sẽ chứng kiến trong phần thể hiện sau đây. Và đêm nay Ngọc Nữ Bolero Tố My sẽ mang hết tất cả những kỹ năng cũng như là những hình thái trình diễn mới mẻ mà Thúy Miêu vừa chia sẻ lên chính sân khấu này, với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Và đặc biệt hơn nữa, với phần minh họa sẽ được thực hiện do một nhân vật cũng khá là đặc biệt. Và nhân vật đó là ai, cũng như là Tố My sẽ thể hiện mình là một nghệ sĩ Bolero thực thụ như thế nào. Trước hết chúng ta hãy cùng xem qua đoạn clip sau đây. Tố My sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là yêu thích dòng nhạc dân ca. Tố My nghe bố mẹ và theo đuổi ngành luật nên quyết định thi vào khoa luật của trường Đại học Sài Gòn. Tố My là một trong những cái giọng hát mà trong giới sinh viên của trường Đại học Sài Gòn rất là hiếm. Đó là giọng hát mang tính chất là âm hưởng dân ca. Sau khi mà ra trường thì đi làm trong ngành luật một thời gian, Tố My cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu trong cuộc sống, đó chính là âm nhạc. Solo cùng Bolero này tôi thấy cháu rất là trưởng thành. Tôi và tiếng nó cảm thấy vui và hãnh diện thay cho bố mẹ người quê. Với một cương vị của một khán giả xem chương trình thì tối nay cũng thấy chị My ngày càng vô vòng sâu, hát hay hơn và điều đặc biệt là xinh đẹp hơn. Thầy vẫn mong rằng Tố My luôn luôn phải trau dồi hơn nữa, rèn luyện hơn nữa để mà hát hay hơn nữa và thu được nhiều thành quả tốt hơn nữa. Trong suốt một hành trình dài Solo cùng Bolero và đến bây giờ Tố My đã được lọt vào top 3 thì đối với Tố My đây là một may mắn và một hạnh phúc rất là lớn. Trong đêm chung kết tới đây, Tố My sẽ cố gắng hết mình để mang đến cho quý vị những màn trình diễn hay nhất, hoàn hảo nhất để tri ân đến tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ Tố My. Chẳng ngại ngày đêm đến bao dâu đâu, chót thương nhau rồi đành ôm hận thương đau cho đến muôn đời. Ai ơi tình cũ lỡ làng rồi, người về nơi ấy có vui không? Để lâu tôi mãi nhớ thương mong lạnh lùng kiếp cô đơn mùa đông. Tương lai con nhắc đến làm gì? Thiệp hồng thôi nhé hết chung tên, cuộc tình hai đứa đã vô duyên. Đường chân có riêng tôi tìm gặp lại nhau, cuối mắt ngỡ ngàng được ai nấy đi. Giờ em ván đã đông thuyền, cuộc đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thuyền hoa. Kỷ niệm hãy để ngủ yên trong tim, nhắc lại chỉ làm mình thêm xót xa. Dù em không muốn dối lòng, dù không khơi đông cho tan, hỏi lòng mấy ai cũng buồn. Bao nhiêu ân tình thuở nào, cầm bằng như nước cuốn dưới chân. Xin anh hiểu cho đời em, cành hoa trong gió dập vui tháng năm. Không còn có nhau, thôi nhé gặp nhau. Chôn vùi kỷ niệm đường vắng không tên. Hàng cây cao buốt như lặng im, biệt tình tôi chết sau một đêm. Phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lỡ làng. Vuốt giây ban đầu rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lỡ làng. Mà em đừng có buồn nữa, dù gì đó cũng là em gái mà. Thôi nhường cho em gái đi, có anh đây nè. Thưa quý vị, sở dĩ quý vị nói vui như vậy bởi vì chắc chắn là quý vị cũng nhận ra phần minh họa vừa rồi đó chính là nữ ca sĩ Tố Ni, cũng chính là em gái ruột của Tố My. Rất là cảm ơn Tố Ni cùng với hai anh đẹp trai vừa rồi đã hỗ trợ hết mình cho phần dự thi của Ngọc Nữ Tố My của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét đánh giá từ phía ban giám khảo. Thưa Đàm Vĩnh Hưng, tiết mục sau sẽ là có sự góp mặt của anh, cho nên anh được ưu tiên nhận xét trước cũng như là cho điểm ngay luôn. Xin mời anh. Với tôi thì bài hát này tôi nghĩ là em đã suy nghĩ, tính toán rất là kỹ lưỡng mới chọn bài hát này. Dĩ nhiên và tuy nhiên trong đời mình Có khi mình chọn sẽ đúng và có khi mình sẽ là chọn sai. Nhưng đó là mình lựa chọn, mình phải sướng với cái sự lựa chọn trước của mình đã ha. Bài hát là hợp với giọng em, nói cách nghiêm túc là rất hợp với giọng em. Nhưng mà ngày hôm nay có lẽ lo sợ nhiều quá hay run rẩy nhiều quá, Tố My để một vài chỗ nó hơi đáng tiếc. Cái đó anh em sẽ nói với riêng với cân sau. Về cái sự dàn dựng video clip liên quan tới hình ảnh bên ngoài, đó là một cách tính toán rất là thông minh của em cũng như là của đạo diễn. Giá như em vẫn mặc bộ đồ y như trong clip, nên sẽ làm thấy tội nghiệp hơn một người con gái nghèo cam chịu sự bội bạc của người khác. Còn nếu như em thay cái váy này nó sang trọng quá rồi thêm một cái váy này nữa, nó phải nói được ý nghĩa gì. Ví dụ em là người cô dâu, làm cô dâu bước lên xe hoa thì em sẽ thay cái váy này. Chiêu thức thì mình nên có ngoài sân khấu, rất là có lợi cho hình ảnh của mình. Nhưng nó phải giải quyết được vấn đề mình muốn nói với khán giả. Đó. Dạ vâng, em cứ... Có thể anh chưa hiểu, anh có thể giải thích nha. Dạ, sở dĩ em muốn mặc váy này bởi vì là bài sau thì em có một cái đoạn là giờ em vắng đã đóng thuyền, thì anh chàng đó cũng đã đi lấy vợ thì em cũng đã đi lấy chồng. Thì lúc trước là em nghèo nhưng mà em muốn bây giờ là em không còn nghèo như vậy nữa, em mặc đồ đẹp ra để đúng là nó không có tiếc đúng không? Cái suy nghĩ rất là dễ thương, rất là chân chất, nhưng em yêu quý khi mình thi hoặc là mình đứng trước khán giả, mình nên để cho mọi người thương mình nhiều hơn nữa. Đó, còn mặc đồ đẹp ai cũng biết là em rất là đẹp, hai chị em đẹp kinh khủng khiếp lắm, rất là dễ thương, mặc cái gì cũng thấy đẹp cả. Đàm Vĩnh Hưng, yeah. Em đang bảo người ta, em đang khuyên người ta bớt đẹp đi. Thế mỗi lần em lên sân khấu khán giả chẳng mê em tại em đẹp là gì? Chị ơi, em ăn mặc đẹp vô cùng mà em diện em hết sảy luôn. Cho người ta được vậy chứ. Rồi thì được, đó là quyền lựa chọn của mọi người. Ý kiến của em okay. Nên là nên mặc cái đồ trong cái clip đó, nó sẽ hợp lý hơn. Còn em có những vai mà em đóng vai một người bố, một người làm phụ hồ, em cũng sẵn sàng làm xấu mình rất là dễ dàng. Em không muốn đẹp tí nào cả. Đó là cách mình hòa với nhân vật, mình sống với nhân vật của mình để lấy được cái đồng cảm của khán giả và sự thương mến của mọi người nhiều hơn. Đây là kinh nghiệm anh chỉ cho em. Chứ còn bài hát thì em lựa chọn bài rất là hay. Về cách trình diễn thì nó cái sự ngọt ngào có, và cái sự vấp phải một vài chỗ nó hơi xử lý chưa đã thì đã thôi, chứ mọi thứ em đã làm rất tốt trong cái khả năng của em ngày hôm nay. Sự tính toán và sự đầu tư của em rất là nhiều rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh và xin phép anh cho điểm luôn ạ. Anh Hưng ơi, cho điểm, cho điểm. Tại vì đêm nào đêm chung kết chúng tôi phải tìm ra một cái người thật là hoàn hảo, từ ca, diễn, cảm xúc, thậm chí cả trang phục nữa cũng phải đặt tính điểm trong đó luôn. Đó, cho nên là mà anh là chuyên về trang phục nhiều. Đó, cho nên là anh phải nhéo là em 0,25 là em được 97,75 điểm của anh. Xin cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời anh vào trong để chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt của mình. Thưa chị Ý Lan, chị nhận xét như thế nào ạ? Đối với Tố My thì từ buổi ban đầu, từ những cuộc thi ở những vòng trước thì Ý Lan đã nhận ra rằng tiếng hát của Tố My đúng cho dòng nhạc bolero. Cho nên là phải không ạ? Dạ. Vâng quý vị, thành thử ra tối hôm nay là em đã lựa chọn hai bài hát đúng theo sở trường của Tố My. Với tất cả những điều chia sẻ của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng, cô Ý Lan xin phép được nói rõ hơn một chút là tại sao mà cô Ý Lan cũng có một phần nào đó mà cảm thấy hơi tiếc và bị tức nữa, thì chứ đúng hơn là cái chữ tiếc, là cô thấy có những đoạn cưng hát có phải chăng là bởi những cái xúc động của cái sự dàn dựng, rồi sự mất mát, sự đau khổ, tình chị duyên em hả? Như thế nào đó. Rồi thì rốt cuộc cô được nghe ở trong bài hát của cưng có đôi câu cưng hát bị chênh phô. Đối với cô thì cô nghĩ rằng là người ca sĩ chắc có lẽ là cảm xúc khi mà dạt dào thì có thể nó đưa đến cái điều chẳng may đó cho mình. Tuy nhiên, cô cũng xin chúc mừng là một bài hát và một màn trình diễn và sự dàn dựng tất cả mọi sự như là Đàm Vĩnh Hưng đã nói, đối với cô rất là tốt đẹp trong cái phần trình diễn của con ngày hôm nay nhá. Cảm ơn Tố My. Xin được cảm ơn để dành cho Ý Lan. Phải nói điểm luôn hả? Dạ, chưa. Thôi sau tốt. Sau khi ba vị giám khảo còn lại nhận xét xong chúng ta sẽ cho điểm. Dạ. Và xin mời chị Phi Nhung ạ. Đối với Tố My thì Phi Nhung phải nói những cái thật cho em. Hôm nay là Phi Nhung rất là đặt cái niềm tin về em. Lúc nào Phi Nhung cũng nhường những cái hay, những bài hát nổi tiếng của chị cho em. Là em hát rất là ngọt. Từ đầu cho tới cuối chị theo dõi em. Nhưng mà hôm nay em cũng hát hai bài nổi tiếng của chị. Nhưng mà chị cảm thấy hôm nay em hát mà nó nghe rất là khó chịu. Bolero mà em lên cao quá, cái giọng của em nó rất là khó. Chị ngồi chị cảm thấy chị tức. Tại sao tới giờ chót mà em không chịu tập cho kỹ cái bài này, hay là em quá tập kỹ vô cái màn trình diễn mà em quên đi cái bolero nó rất là ngọt ngào. Thí dụ như là em hát là khi vừa lớn lên tôi đã vội yêu một người, nó là phải như vậy. Nói ngắn gọn, chị nghĩ là em đi sâu vào nghệ thuật thì em sẽ giỏi hơn. Thì hôm nay nói thẳng là cái số chị cho em, đối với chị 9 điểm thôi. Còn thêm một điểm nữa là chị thương em, là tại vì em quá cần cù và em yêu nghệ thuật, em rất là yêu. Và em bỏ hết thời gian em học hỏi. Đó là một đứa con của một ông tổ nghiệp. Nên chị cộng cho em một điểm nữa là cái điểm đó là 10 điểm. Chúc mừng em. Xin cảm ơn chị Phi Nhung. Chị làm cho em cũng như mọi người thoát tim đúng không ạ? Cuối cùng thì con số 10 cũng đã được phát ra từ đôi môi xinh đẹp của chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ xin mời Minh Đức ạ. Về Tố My thì lúc mà Tố My bước ra sân khấu và cất tiếng hát đầu tiên, không ai bảo ai, tự nhiên bố giám khảo chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi tự hỏi với nhau là điều gì nó đang xảy ra với một cái tiếng hát mà chúng tôi chờ đợi. Có lẽ là chúng tôi đang chờ đợi một cái điều gì khác. Tôi biết là Tố My đã trải qua rất nhiều vòng thi với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Lúc thì thăng hoa, lúc thì cũng có nhiều điều thất vọng. Nhưng thực sự là một cái điểm không ai có thể phủ nhận được khiến Tố My liên tục đi tiếp qua các vòng thi, đó là cái sự ngọt ngào trong tiếng hát của em. Nó rất là hợp với một cái dáng vẻ đẹp của em. Đó, mọi người nghe Tố My là hình dung ra có thể là hơi bị nhão giống như chữ dùng của chị Phi Nhung tại kỳ đầu. Nhưng mà cái nhão đó nó vẫn có cái sự đáng yêu của cái sự nũng nịu. Chúng ta đã từng bênh, như tôi đã từng bênh Tố My là con gái mà được quyền điệu một tí, được quyền nhão một tí, nó đáng yêu cũng được. Thế nhưng ngày hôm nay ấy, tôi nghĩ chẳng thà em cứ nhão như thế, không chừng ấy cái bài hát nó lại đúng cái tâm trạng hơn, nó đúng với cái tinh thần mà chị Phi Nhung chị phân tích hơn. Tôi cũng biết là có phải do em căng thẳng hay không, hay là em quá kỳ vọng, hay em muốn một cái gì đó nó hoàn hảo sau khi hai bạn trước đã trình diễn rất là tốt. Thì em bắt đầu bài hát khá là căng thẳng. Âm thanh từ tiếng hát của em phát ra nó hoàn toàn không phải là sự ngọt ngào mà nó rất là căng thẳng, nó ở một cái âm khu cao và thật sự là nghe rất đau tai. Một lúc sau, đến nửa bài về sau, bắt đầu nó mới trở lại êm, trở lại dịu dàng, và cái sự căng thẳng này nó cứ liên tục nó dẫn đến việc em bị phô một số chỗ là như vậy. Cái phô đấy có thể là chưa chắc khán giả đã nhận ra, nhưng mà giám khảo thì sẽ nhận ra. Nhưng mà tôi không biết là cái điều gì nó khiến cái điều ấy xảy ra, nhưng thực sự nó khiến cái phần trình diễn của em nó bị thiếu thuyết phục đi. Vấn đề là ở những vòng trước em hát tốt hơn nhiều chứ không phải như thế. Cho nên hôm nay á, mọi thứ trên sân khấu về tổng thể màn trình diễn là tốt, là hoàn hảo, kể ra cũng rất xứng đáng với điểm 10. Nhưng mà như chị Phi Nhung cũng đã phân tích, sở dĩ em có được điểm 10 thì chị Phi Nhung là do rất nhiều những yếu tố khác bên ngoài cái phần trình diễn của em. Tôi thì có thể không có được cái tình cảm giống như chị Phi Nhung, và tôi cũng rất là khách quan thôi, cho nên là tôi sẽ cho Tố My điểm luôn nhé. Dạ, và xin mời anh. Điểm của tôi cho Tố My là bằng điểm của anh Đàm Vĩnh Hưng, 9,75. Xin được cảm ơn nhà báo Minh Đức. Và chỉ còn một điểm số nữa thôi. Xin được mời nữ danh ca Ý Lan. Ý Lan cũng đồng ý với Minh Đức về vấn đề khi chúng ta ngồi trên bàn giám khảo, và nhất là ở cái vòng thi cuối cùng này, thì chúng ta cần phải đưa chỉ tiêu của sự công bằng lên trên hết. Thành thử ra, cô Ý Lan, trước khi cho Tố My nghe con số cô Ý Lan đưa ra cho Tố My, cô Ý Lan chỉ muốn nói một điều là Tố My biết từ đầu buổi cho đến bây giờ, cô Ý Lan không phải là một người ca sĩ chuyên về dòng nhạc bolero, nhưng luôn luôn cô Ý Lan rất yêu mến và phục Tố My trong tất cả những trình diễn, phần trình diễn trước của Tố My. Và bây giờ xin cho cô Ý Lan được nói lên sự tức tối và buồn của cô Ý Lan lúc nãy về vấn đề những cái nốt chinh phô của Cưng và cảm xúc của Cưng không chưa đủ. Cô Ý Lan xin cho Cưng 9.5. Xin cảm ơn nữ danh ca Ý Lan. Một lần nữa xin được cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo. Và thưa quý vị, chúng ta hãy nhắn tin bình chọn cho Ngọc Nữ Bolero Tố My với cú pháp B khoảng cách 04 và gửi về tổng đài 8234. Xin được chúc mừng và cảm ơn Tố My rất nhiều. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã thưởng thức xong phần thi đơn ca của cả 3 thí sinh. Và bây giờ sẽ là một phần thi vô cùng thú vị và phải nói rất là căng thẳng, khi mà mỗi bạn thí sinh sẽ được chọn hát song ca cùng một thành viên trong ban giám khảo. Và họ cũng là những giọng ca thần tượng của dòng nhạc bolero. Và sau khi cả 3 màn song ca thể hiện xong thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhận xét từ phía ban giám khảo. Và số điểm ở vòng thi song ca chúng tôi xin được giữ đến cuối chương trình. Thưa quý vị, nếu như chúng ta theo dõi thí sinh Thu Hằng, cô Sáu dễ thương Thu Hằng, từ những vòng thi đầu tiên cho đến giờ thì chắc chắn là chúng ta cũng nhận ra rằng với Thu Hằng, bạn sẽ không bao giờ chuộng cách thức biểu diễn sân khấu mà có thể làm cho chúng ta bị phân tâm bởi chính giọng hát cũng như là làn hơi của cô. Nhưng điều này chắc chắn sẽ là một áp lực khi mà ngày hôm nay cô sẽ được chọn song ca cùng với ông hoàng đa chiêu Đàm Vĩnh Hưng. Và chưa dừng lại ở đó, Thu Hằng khác với những phần thi trước với phần nhạc được chuẩn bị sẵn, thì ngày hôm nay Thu Hằng sẽ phối hợp cùng với những nhạc cụ ngay chính trên sân khấu này. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với người thân của Thu Hằng trước khi bạn thể hiện. Xin mời MC Trác Thúy Miêu. Vâng, cảm ơn Quý Bình. Ngay lúc này đây tôi đang ngồi cạnh người cha hãnh diện của cô Sáu dễ thương và vừa mới chứng kiến cái màn mở màn rất là hoành tráng, vinh quang của con gái mình. Và như là lúc nãy chú có tâm sự với cháu là Hằng thật sự là một người rất là mẫn cảm và dễ khóc. Lúc này chú có cảm giác rằng là con gái mình đang rất căng thẳng trước vòng thử thách thứ hai không ạ? Nói thật với ban tổ chức, cháu Hằng đã xác định từ cái lúc ban đầu đến cái lúc là giờ phút này là cháu lúc đầu là cháu nói là cháu không có ý định là vào cái dòng nhạc này, nhưng đến giờ phút này cháu đã đi đến phút cuối thì phải nói là hoàn cảnh của cháu thì cháu rất vất vả, nên cháu đã cố gắng đi đến cái vòng này rồi thì cháu cũng hy vọng là sẽ được giải nào cũng được, nhưng chỉ mình đang làm thế nào đó để cống hiến cái bài ca tiếng hát của mình cho khán giả mà khán giả để yêu chuộng và cổ vũ cho Hằng. Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúng ta vừa mới chứng kiến những giọt nước mắt của Thu Hằng và lúc này sân khấu sẽ không đẫm lệ mà đẫm nước mưa qua phần thể hiện linh khúc Huyền thoại một chiều mưa và Mưa chiều kỷ niệm cùng với sự trợ diễn của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Nhớ chiều nào em đến thăm anh, hai bên đường phố đã lên đèn, mưa xuân xăng mờ trắng khung trời, ngồi bên nhau lưu luyến, mưa thấm ướt đôi bờ vai. Mưa sao hòa nước mắt ân tình, nơi đây bóng cũ mịt mờ. Em xa đi không nói một lời, từng chiều mưa dĩ vãng sao xuyên mãi trong lòng. Dáng trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa bay, đang đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi nếu mà trời gọi về thì em có về không? Xin được cảm ơn nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như là các thành viên trong ban nhạc đã hỗ trợ cho Thu Hằng trong màn song ca vừa rồi. Xin được chúc mừng bạn. Thưa quý vị, Thu Hằng đã trải qua phần dự thi song ca của mình. Và bây giờ tiếp tục chương trình là đôi song ca nào đây? Thưa quý vị, nếu như lúc nãy Tuấn Hoàng đã giành được rất nhiều lời khen từ nữ danh ca Ý Lan thì có lẽ ngay bây giờ chúng ta hãy đến với phần trình diễn giữa nữ danh ca Ý Lan và thí sinh Tuấn Hoàng. Nhưng trước hết, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ phía người thân của Tuấn Hoàng. Xin được mời MC nhà báo Trác Thúy Miêu. Vâng, cảm ơn Quý Bình. Quý Bình à, chúng ta đã từng đồng hành với một thượng úy không quân Đỗ Hải Hường. Thì lúc này đây chắc là Quý Bình rất là ghen tị khi tôi được ngồi gần một đại tá của binh chủng thiết giáp và cũng là ông thân sinh của thí sinh Nguyễn Tuấn Hoàng. Xin được chào chú ạ. Xem trong cái đoạn clip, nghe những cái tâm sự của gia đình thì khán giả và ban tổ chức hiểu được rằng định hướng nghệ thuật không hề là cái định hướng ban đầu của chú dành cho Tuấn Hoàng. Vậy thì đêm nay nhìn cậu con trai cưng của mình trên sân khấu và đi theo con đường nghệ thuật, cảm xúc của chú lúc này như thế nào ạ? Trước hết tôi thấy rằng là Tuấn Hoàng đã chọn thì gia đình cũng rất tôn trọng và khuyến khích Tuấn Hoàng đi vào con đường thanh nhạc. Và khi Tuấn Hoàng nói là sẽ thi dòng bolero thì gia đình chúng tôi cũng ủng hộ tuyệt đối và động viên khuyến khích cháu. Khi cháu đã vào top 3 thì cháu cũng có tâm sự và tôi cũng nói là giải đạt cao nhất là giải nhất, giải nhì, giải ba trong cái top đó đều là vinh hạnh con ạ. Và Tuấn Hoàng cũng xác định đó là một cuộc thi và cũng là một cái trình diễn để cho khán giả cả nước và đặc biệt các giám khảo và mọi người ở trong trường quay hài lòng nhất là tốt nhất. Chứ còn vấn đề giải thì cũng là một quy chế của cuộc thi, còn Tuấn Hoàng cũng không đặt lên đỉnh cao nhất về cái chuyện đó, về mục đích cao nhất. Cho nên tôi cũng ủng hộ tuyệt đối và tôi cũng khuyên Tuấn Hoàng là tốt nhất là con sẽ luyện tập hết mình, thể hiện hết mình để cho vui lòng khán giả cả nước và vui lòng đối với ban giám khảo và không phụ lòng giúp đỡ của tất cả mọi người. Dạ vâng, thưa chú, lúc nãy khi mà chứng kiến Tuấn Hoàng với những cái lời góp ý của ban giám khảo, lúc đó chú có lo rằng là Hoàng sẽ mất tinh thần không ạ? Tôi tin rằng là Hoàng với bản lĩnh của người ca sĩ và đã bước vào đến vòng sâu tức là top 3 thì chắc chắn Tuấn Hoàng nghe thì phải lọc và lọc rồi thì phải có niềm tin và phải có bản lĩnh để mình đi tiếp và kiên trì, đặc biệt là để rút kinh nghiệm cho sau này trong cuộc đời ca hát của cháu là chính. Vâng, cảm ơn chú. Cháu tin rằng là mặc dù không đi theo nghiệp của bố nhưng mà với khẩu khí và chí khí của một quân nhân do bố truyền lại thì vòng thử thách tiếp sau đây, mặc dù là phải đứng bên cạnh người đàn bà mà giới văn nghệ gọi là nữ hoàng cảm xúc của âm nhạc Việt Nam, nữ danh ca Ý Lan, nhưng chắc chắn đó sẽ không phải là một thử thách làm cho Tuấn Hoàng phải run sợ. Và chúng ta sẽ đến với tiết mục thử thách phần song ca sau đây của thí sinh Nguyễn Tuấn Hoàng và sự trợ diễn của nữ danh ca Ý Lan. Em đi tỉnh về, đợi em ở mãi, con đây đâu là khăn nhung, quần lính rộn ràng, áo cay khuy bấm, em làm khổ ai nào đâu, cái yếm lụa xôi, cái dây lưng đuôi, nhuộm hồi sáng xuân. Nào đâu cái áo tướng thân, cái khăn mỏ qua, cái quần ái đen, nói ra sợ mất lòng em, và em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng. Tranh nở giữa vườn trắng, thầy u mình với chúng mình trên quê. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đông gió nổi bay đi ít nhiều. Cảm ơn nữ danh ca Ý Lan cùng Vũ đoàn Việt Hải đã hỗ trợ cho phần thi song ca của thí sinh Nguyễn Tuấn Hoàng. Xin chúc mừng Tuấn Hoàng. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở phần thi đơn ca, phần trình diễn của mình, Ngọc nữ Bolero Tố My đã khiến cho cả 4 thành viên trong ban giám khảo cảm thấy tiếc nuối. Và đặc biệt là giám khảo Phi Nhung, chị đã chia sẻ là chị cảm thấy hơi buồn với phần trình diễn ấy. Vậy thì ngay bây giờ đây, khi mà phải song ca cùng với chính giám khảo Phi Nhung thì chắc chắn sẽ là một cái áp lực rất lớn đối với Tố My. Vậy thì không biết là với nữ giám khảo Phi Nhung, phần song ca này sẽ giải tỏa áp lực cho Tố My hay là sẽ khiến cho Tố My thêm phần áp lực. Nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần chia sẻ từ phía người thân của Tố My. Xin mời MC Trác Thi Miêu. Cảm ơn Quý Bình. Lúc này đây tôi đang ngồi gần chú Quốc Vượng là Quốc Vương ạ. Vâng. Wow, một cái tên rất là giàu bá khí và cũng là người cha hãnh diện đầu lòng hai ạ Tố Mini ạ. Được biết rằng là gia đình thì mình đã có cô Tố Ni là đi theo con đường nghệ thuật. Và trong khi đó thì Tố My đã được định hướng để trở thành một nữ luật gia. Thì đêm nay ngồi chứng kiến hai ả Tố Nga đều đứng trên sân khấu nghệ thuật thì cảm giác của người cha lúc này như thế nào thôi chú? Dạ chào MC Thím Yêu, chào ban giám khảo cũng như toàn thể quý vị khán giả trong thính phòng cũng như đang theo dõi chương trình Solo cùng Bolero. Tôi thì nói thật ra thì hai đứa con gái tôi thì từ nhỏ nó rất là đam mê về nghệ thuật, về ca hát. Nhưng mà mình thì bản thân làm cha làm mẹ thì mình thấy là Tố Ni thì nó có niềm đam mê hơn. Còn Tố My thì nó có cái hay lý luận, cho nên là lớn lên là mình định hướng là cho con là Tố Ni thì theo con đường ca nhạc, còn Tố My thì đi học luật. Nhưng mà cái niềm đam mê hình như nó đã ăn vào trong máu rồi, cho nên là khi ra trường rồi đi làm nhưng mà vẫn theo đuổi con đường ca nhạc. Và đến bây giờ thì nó đã từ bản thân nó rất là phấn đấu. Đến hôm nay thì đứng trên được những sân khấu lớn như thế này, làm cha làm mẹ tôi thấy rất là vinh dự và rất là hãnh diện. Và cái điều mà con cái mong muốn như thế và cái ước nguyện của hắn thì mình cũng ủng hộ, chứ còn không biết nói sao nữa. Còn bây giờ thì thấy hai đứa con gái là Tố My, Tố Ni đứng trên sân khấu thì bản thân mình về cha mẹ thì rất là mừng và hãnh diện, không biết nói sao. Dạ, ở vòng thi trước thì Tố My đã được nhận những cái lời góp ý từ giám khảo Phi Nhung, và việc diễn cùng với Phi Nhung trong phần song ca sẽ là một áp lực rất lớn. Lúc này chú có lời động viên nào từ người cha dành cho tinh thần của Tố My trước phần thử thách này không ạ? Tố My ơi, trong cuộc thi đến bây giờ thì là cái điều là rất là vui rồi. Đến vào được top 3 đêm chung kết hôm nay, dù nhất, dù nhì, dù ba thì đã là chẳng qua là trong một cái cuộc thi thôi. Còn con đã là một người chiến thắng rồi trong lòng hâm mộ của gia đình, của gia đình và những người hâm mộ. Con hãy cố gắng lên. Dạ vâng, cảm ơn chú. Vâng, Tố My em nghe thấy đó. Và lúc này thí sinh của chúng ta Ngọc Nữ Bolero đang sẵn sàng tâm lý cùng với giám khảo Phi Nhung bước vào phần thử thách song ca với nhạc phẩm Vọng Kim Lan. Cây người nói nói chuyện lừa đôi, giao bôi cạn chén mặn nồng bên nhau. Nhưng vừa nên nghĩa trầu cao, đang tâm anh bẻ chữ đồng ra đi. Ân tình gái gánh từ đây đành thôi duyên số trăm năm lỡ làng. Lòng gọi mời ngắm mây trời bay. Hè qua thu mang đông sang, nắng xuân dịu dàng tràn lan, chốn thôn trang đời ngài trung quang. Mà tình chàng xa mờ biên tâm, để tim yêu lạnh lùng quanh. Nên nghĩa trầu cao, đáng tâm anh bẻ chữ đồng ra đi. Ân tình gái gánh từ đây đành thôi duyên số trăm năm lỡ làng. Hè qua thu mang đông sang, xuân dịu dàng tràn lan, chốn thôn trang đời ngài trung quang. Mà tình chàng xa mờ biệt tâm, để tìm yêu lạnh lùng quanh. Xin được cảm ơn nữ ca sĩ Phi Nhung cùng Vũ đoàn Việt Hải đã hỗ trợ cho phần thi song ca của Ngọc nữ Bolero Tố My. Xin mời Tố My ở lại sân khấu ạ. Và xin mời Tuấn Hoàng và Thu Hằng cùng trở ra sân khấu để chúng ta lắng nghe những nhận xét đánh giá từ phía ban giám khảo. Xin được mời Minh Đức ạ. Có lẽ anh là người đã là người duy nhất được theo dõi suốt cả 3 phần thi một cách trọn vẹn nhất. Xin mời anh cho nhận xét ạ. Vâng, tôi được phép nói đúng 1 phút thôi, cho nên tôi cũng sẽ nói tranh thủ từng giây một để tôi bày tỏ đầu tiên là cái tình cảm của tôi đối với 3 vị giám khảo cùng ở đây. Họ đều là 3 ca sĩ mà tôi rất là yêu mến, và hôm nay không ngờ họ kết hợp với những học sinh, học trò của mình, bản thân cũng là những thí sinh của tôi xuất sắc đến như vậy. Xin cảm ơn cả 3 vị giám khảo Ý Lan, Phi Nhung và Đàm Vĩnh Hưng. Còn với 3 thí sinh thì thực sự hôm nay là một cái điều vinh hạnh đối với các em khi được hát với những nghệ sĩ lớn như thế này. Và cái điều quan trọng ở đây là khi đứng trên sân khấu không phân biệt ai lớn ai nhỏ, các em kết hợp với thần tượng của mình như thế nào thôi thì mới hay. Và nếu mà cần phải đưa ra nhận xét từng em ấy, thì tôi thấy như thế này. Cái quan trọng nhất như tôi đã nói, không phân biệt lớn nhỏ, làm sao chúng ta cho người ta quên đi cái khoảng cách thế hệ để thấy rằng mình đã hát rất tốt, ngang bằng với cái người hát song ca với mình. Thì điều này tôi nghĩ Hằng là người làm tốt nhất. Hằng quên đi cái cảm giác là ok, đây là ông Hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng. Tuấn Hoàng có lẽ vẫn hơi khớp một chút trước một ngôi sao quá lớn như là Ý Lan, mà chị Ý Lan thì bậc thầy về trình diễn rồi, chị làm chủ hoàn toàn sân khấu. Nhưng mà Hoàng lại có cái sự ngọt ngào để bù lại và đây nó là một cái nhạc cảnh, cho nên là Hoàng rất là phù hợp với vai một anh chàng chân quê, chân chất, đang cảm thấy nuối tiếc về cái cô thôn nữ của mình. Mama thôn nữ. Còn Tố My thì em có một cái màn trình diễn rất là đẹp, bởi vì em rất đẹp và màn diễn rất đẹp, và Nhung và nhìn Phi Nhung và Tố My trên sân khấu thì đẹp quá, nhưng cái này không lại có một chút nhưng thôi, có một đẹp quá, đẹp thật, xuất sắc, chỉ có một chút thôi. Đúng là hơi tiếc My ạ, em hơi bị có lẽ cũng vẫn bị căng thẳng đấy, cho nên là em chưa làm được điều như hai bạn đã làm tốt, đó là làm cho người ta quên đi cái khoảng cách thế hệ, khoảng cách giữa một giọng ca mới và một ngôi sao. Thì cái đấy nó hơi rõ ở cái phần của em, tôi cũng không nhận xét sâu hơn, nhưng mà đấy là cái điều mà hơi tiếc. Có lẽ nếu với một chút tự tin hơn, bình tĩnh hơn, chọn lựa tốt hơn, em sẽ làm được. Ý Lan không được nói nhưng mà Ý Lan xin nói, Tố My đẹp và hát hay vô cùng. Đúng rồi. Sao chị nói vậy? Chị không dám nói em, tại vì em là ca sĩ. Chị là đồng chị của em dám nói, em rồi, thích chị em nói, thì là... em học nữa. Em thì là bậc thầy của Tố My số 1. Rồi, xin cảm ơn nhà báo Minh Đức một lần nữa, xin được cảm ơn ba vị giám khảo còn lại đã hỗ trợ hết mình cho phần thi song ca vừa rồi. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thôi thì tổng đài nhận tin nhắn bình chọn của chúng tôi sẽ đóng lại. Chính vì vậy mà ngay bây giờ quý vị hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích, để chính quý vị cũng có thể nhận được phần quà may mắn từ nhà tài trợ của chương trình. Thưa quý vị, và trước khi chúng ta đến với phần quan trọng nhất của đêm thi hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Chào mừng quý vị đã trở lại với đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015. Thưa quý vị, đến lúc này thì tổng đài nhận tin nhắn bình chọn của chúng tôi đã đóng lại, và chỉ ít phút nữa thôi chúng ta sẽ biết được thí sinh nào sẽ là thí sinh được yêu thích nhất của đêm nay qua lượng tin nhắn bình chọn, cũng như vị khán giả may mắn nào sẽ nhận được phần thưởng trị giá 50 triệu đồng từ nhà tài trợ. Và xin mời Thúy Miêu. Thưa quý vị, nhưng trước tiên trong khoảnh khắc này, kể từ đêm chung kết đầu tiên, chúng ta lại được đứng trên sân khấu với 14 khuôn mặt của các thí sinh đã bước vào từ đêm chung kết 1, và họ đã cùng nhau đi qua một chặng đường thật sự là gian lao với rất là nhiều áp lực, để đêm nay lại cùng đứng đây và chia vui với top 3 của Solo cùng Bolero 2015. Sau đây chúng tôi xin được mời Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long, ông Lê Quang Nguyên tiến lên sân khấu để trao kỷ niệm chương cho 11 thí sinh bước vào vòng chung kết 1 cho đến sau này. Thưa quý vị, mỗi thí sinh trong top 11 sẽ nhận được một giải thưởng trị giá là 10 triệu đồng tiền mặt cùng với kỷ niệm chương của chương trình Solo cùng Bolero. Thưa quý vị, để đem đến thành công cho cuộc thi Solo cùng Bolero, không chỉ có 3 thí sinh của top 3 đang đứng ở trên đây, mà đó là sự đóng góp của rất nhiều, từ hàng ngàn các bạn thí sinh từ Nam chí Bắc. Các bạn đã dành hết tình yêu của mình, dành hết lửa đam mê của mình với dòng nhạc Bolero, và chúng ta đã thấy được sự cố gắng, sự trưởng thành của họ qua từng vòng thi, để ngày hôm nay top 14 đứng trên sân khấu. Chúng ta thấy được đây là những gương mặt rất xuất sắc mà chương trình đã tìm ra được cho cuộc thi Solo cùng Bolero năm nay, và chính các bạn đã làm nên thành công cho chương trình Solo cùng Bolero. Xin được cảm ơn ông Lê Quang Nguyên, Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long. Xin được trân trọng cảm ơn ông. Xin mời 3 thí sinh top 3 của Solo cùng Bolero 2015 tiến lên phía trước. Và bây giờ chúng ta chờ đón kết quả thí sinh được yêu thích nhất. Xin mời kết quả. Miu mở phong bì giùm mình được không? Thưa quý vị, giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất với tổng số tin nhắn bình chọn qua tổng đài 8234 là 20.197 tin nhắn bình chọn, chiếm 50,89% phiếu bầu, đã thuộc về thí sinh có mã số 02. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng đã là thí sinh được yêu thích nhất của đêm thi hôm nay. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là kết quả dành cho vị khán giả may mắn đã nhận được phần thưởng trị giá 50 triệu đồng từ nhà tài trợ Sâm Angela Gold mới. Xin mời Thúy Miêu công bố ạ. Cơ hội may mắn của đêm nay đã thuộc về khán giả Nguyễn Trung Nam, thành phố Nam Định, số điện thoại 098342xxxx. Một lần nữa xin được chúc mừng Thu Hằng với giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất của đêm nay, cũng như là vị khán giả may mắn đã nhận được phần thưởng 50 triệu đồng từ nhà tài trợ của chương trình. Và bây giờ xin mời ba bạn thí sinh của top 3. Các bạn hãy tiến vào phía giữa sân khấu và các bạn hãy nhường chỗ cho top 3 của chúng ta. Thưa quý vị, và bây giờ là phần quan trọng nhất của đêm thi hôm nay, đêm chung kết xếp hạng, phần công bố kết quả. Và chỉ ít phút nữa thôi chúng ta sẽ biết được ngôi vị quán quân của năm nay sẽ thuộc về ai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải ba chung cuộc. Xin mời Thúy Miêu. Với tổng điểm phần thi đơn ca và song ca là 78,25 điểm. Giải 3 của Solo cùng Bolero 2015 đã thuộc về thí sinh Trần Thị Tố My. Xin được chúc mừng Trần Thị Tố My đã là thí sinh nhận được giải 3 của cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015. Chúng tôi xin được mời bà Kiều Thu Vân, tiến sĩ sinh học, đại diện nhãn hàng Sâm Angela Gold thuộc công ty dược phẩm Eco lên sân khấu để trao giải thưởng. Thưa quý vị, thí sinh đạt giải 3 của cuộc thi Solo cùng Bolero năm 2015 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt cùng với kỷ niệm chương của chương trình. Vâng, xin cảm ơn bà Kiều Thu Vân. Xin được cảm ơn bà Kiều Thu Vân. Và một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh Trần Thị Tố My. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta còn 2 thí sinh mà thôi. Thì không biết là giải quán quân sẽ thuộc về thí sinh nào. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng nhau chào đón đương kim quán quân Solo cùng Bolero mùa thứ nhất năm 2014, Lâm Ngọc Hoa cùng với chiếc cúp danh dự. Trên sân khấu hiện giờ là đương kim quán quân của cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ nhất năm 2014. Và chỉ ít phút nữa thôi sẽ có người kế nhiệm ngôi vị quán quân này. Và không biết hai thí sinh Tuấn Hoàng và Thu Hằng, ai sẽ là người kế nhiệm đây? Và bây giờ chúng tôi sẽ công bố số điểm của thí sinh đoạt giải nhất, giải quán quân. Điều đó đồng nghĩa với việc thí sinh còn lại sẽ là thí sinh nhận giải nhì chung cuộc của cuộc thi năm nay. Với tổng điểm phần thi đơn ca là 40 điểm. Tổng điểm phần thi song ca là 40 điểm. Điều này có nghĩa là giải quán quân cuộc thi Solo cùng Bolero năm 2015 đã thuộc về Thu Hằng. Xin được mừng Thu Hằng đã là quán quân của cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015. Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh Tuấn Hoàng sẽ là thí sinh nhận giải 2 chung cuộc của cuộc thi năm nay, giải Á quân. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời tổng điều hành nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, đại diện công ty truyền thông Khang, sẽ lên sân khấu để trao giải nhì cho thí sinh Tuấn Hoàng. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, giải nhì, giải Á quân của cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015 với phần thưởng trị giá 150 triệu đồng tiền mặt cộng với kỷ niệm chương của chương trình Solo cùng Bolero. Một lần nữa xin được chúc mừng Tuấn Hoàng và xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. mời ông Lê Quang Nguyên, Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long, lên sân khấu để trao cúp cho giải quán quân năm nay. Thưa quý vị, thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân của cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015. Chúng ta hãy cùng chúc mừng Thu Hằng và xin được cảm ơn ông Lê Quang Nguyên, Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, và giải thưởng dành cho giải quán quân của cuộc thi năm nay sẽ là phần thưởng trị giá 200 triệu đồng. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Quang Nguyên, Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng trở lại sân khấu. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời ông hãy trao chiếc cúp vinh dự từ đương kim quán quân của cuộc thi năm 2014. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to để chúc mừng cho niềm hạnh phúc của tân quán quân năm nay, thưa quý vị. Thưa quý vị, và bây giờ là giây phút đăng quang dành cho top 3 của cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015. Xin mời các bạn hãy bước về bục đăng quang. Chỉ mới là một sự khởi đầu cho một hành trình mới. Con đường dài sẽ còn trải trước mặt họ những tân nghệ sĩ của sân khấu Bolero thế kỷ 21. Họ sẽ làm nên những huyền thoại mới, những tượng đài mới. Tất thảy 14 khuôn mặt thí sinh của Solo cùng Bolero 2015 đang đứng trên sân khấu của chúng ta đây. Thưa quý vị, chương trình Solo cùng Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng công ty truyền thông Khang phối hợp thực hiện với sự tài trợ độc quyền của Sâm Angela Gold mới, sản phẩm cao cấp chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, đặc biệt là làn da phụ nữ. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Và thưa quý vị, sau chương trình Solo cùng Bolero thì cũng trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 vào tối thứ 6 lúc 21 giờ hàng tuần sẽ phát sóng chương trình Gói sao Phương Nam kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Rất mong quý vị sẽ lại tiếp tục ủng hộ chương trình. Thưa quý vị, như vậy là hành trình dài của cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015 sẽ được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị một năm mới với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và chúc mừng năm mới!